Đây là cuộc thi tài năng. Các thí sinh phải hỏi gì? Một, hai. Hai thí sinh. Hai, chào hai em. Đây là cuộc thi tài năng. Hai em tên gì? Giới thiệu tên tuổi. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, đến một cuộc thi tài năng lần này, em xin trân trọng giới thiệu em họ Quá Tinh Năng. Tên đầy đủ của em là Quá Tài Năng. Rõ quá. Mày tên gì? Dạ em cũng xin tự giới thiệu luôn. Dạ em tên Nhân, họ Nguyễn. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Siêu Nhân. Tên hay quá. Vô đây làm được gì? Dạ xin thi về năng khiếu âm nhạc của em. Là sao? Dạ mà nếu mà nói về âm nhạc thời buổi hiện tại, bây giờ ai ai cũng thích và muốn nghe nhạc của Mr. Đàm. Cái gì? Mr. Đàm. Cái gì? Mr. Đàm đó. Mr. Đàm, Đàm Vĩnh Hưng. Dạ đúng rồi. Mr. Đàm, Đàm không lấy gì hát. Dạ đúng luôn. Dạ vô. Dạ chính là đó. Ngày hôm nay xin gửi đến quý khán giả một nhạc phẩm mang hơi hướng của Mr. Đàm. Rồi. Nhạc phẩm được mang tên. Tên gì? Hát rồi sẽ biết. Đúng đó. Từ từ đó. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Làm gì vậy? Anh Đàm phải có cái khăn ngay cổ vậy đó anh. Đúng rồi. Dạ. Anh Đàm thấy cái khăn đó, khăn là 1.000 đô lận. Dạ. Khăn này chắc mười mấy ngàn. Dạ, cái này khăn nhà mà anh. À, là vô. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dạ anh ấy cũng hay làm như vậy á. Anh làm ấy là người ta kiếm rồi. Chà da da da. Giống quá. Chà da da da. Chà da da da. Mày làm gì vậy? Anh ấy cũng hay làm như vậy á. Ờ đúng rồi, anh ấy là làm gì vậy? Chà da da da. Chà da da da. Anh ấy hay làm vậy lắm. Nhớ là nhớ là bị giận nha. Dạ dạ dạ. Da da da, da 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 da, mẹ thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ta, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là của ai. Dạ xin hết. Người nhà hãy vỗ tay. Đi thi với người nhà theo mày. Dạ sớm. Sớm gì? Nghĩ sao giọng Đàm như bài hát Bé Xuân Mai. Ủa vậy mình hát giọng thiếu nhi được ha? Ừ. Dạ em xin hát giọng người lớn luôn. Người lớn là ai? Nhạc người lớn luôn. Ai? Dạ anh Ngọc Sơn. Anh Ba Ngọc Sơn. Dạ. À, anh nặng lắm đó nha. Dạ không thôi, sao. Thử đi. Em sẽ cố gắng. À, chương trình này có ảnh đi. Giống Ngọc Sơn nha. Nãy giờ anh ta thử nước rồi nha ông nội. Rồi thêm rồi. Cái gì vậy? Ờ à, đúng rồi anh Ngọc Sơn hay mặc áo ba lỗ lắm nè. Y chang luôn mà áo anh xịn lắm. Áo này áo sida. À, anh săn lên thôi, anh săn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Ngọc Sơn mới đi tập tạ về xong nhìn nè. Xin tâm sự với đại gia đình nghe nha. Ở nhỏ Ngọc Sơn rất là mê gái, nhưng mà bị gái bỏ hoài. Chính vì vậy Ngọc Sơn mới buồn quá mới sáng tác một bài nhạc. Giờ mong quý vị nghe thử chơi nha. Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em, giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang. Giờ tôi đã biết em ơi, giờ tôi đã biết em ơi, giờ tôi đã biết em. Gì vậy trời? Hả? Em không là của tôi. Yeah. Tiếng chưa? Cảm ơn đại gia đình. Hay quá. Hay quá anh ơi, đậu rồi anh ơi. Cảm ơn Ngọc Khùng nhiều. Rảnh quá. Ủa vậy? Hát gì có vụ nằm ở trong này nữa. Có mà. Bậy bạ, này làm được gì? Dạ em cũng có thần tượng của em nữa. Ai? Dạ anh Lam Trường. Ủa sao gia đình này là thần tượng không mày? Rồi bước luôn đi. À Lam Trường đâu? Vô, Lam Trường nha, hát cho giống. Ủa anh mới té giếng hả? Chứ làm gì vậy? Anh kia cũng hay làm vậy anh. Anh ấy anh kia. Thôi làm đi anh họ. Vô anh chờ nha. Chờ nha. Chờ em đang chờ mọi giá. Một cơn thương trao thì chắc không gỡ nhà. Một cơn khấm nhà thì mẹ lên đường dây. Cha là nhà máy áo là thư cái quay. La 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 la. Hay quá, hay quá anh ơi. Tài năng hơn em. Giọng là Lam Trường hát bạn đến sao đậu. Hát bài người lớn đi. Rảnh quá. Dạ em có thần tượng khác mà hát bài người lớn được không anh? Ai nữa? Dạ anh Duy Mạnh.
Được không? Em có bài người lớn nha. Rồi vô. Cái gì vậy? Ờ gì mà Duy Mạnh đâu có bị mù đâu ông nội? Không, ảnh là sân khấu anh hay mang kiến nha anh. À vậy hả? Dạ. Rồi vô. Duy Mạnh nha. Ê gì vậy? Anh cũng bỏ áo trong quần đó anh. À đúng rồi, anh có quần trong đầu anh là sự đó. Cái gì anh làm gì vậy? Không, cái này là tự em ngứa em gãi. Rảnh quá. Dạ. Thi đi em. Anh Duy Mạnh nha anh. Vô, Duy Mạnh. Người yêu ấy có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ thầy nắm tay người anh ngào. Giờ em đang ở đâu hay về đây bên anh? Tình yêu ta thắm lên ôi mùa xuân tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Hay quá em ơi. Bắt trước không? Làm như hay lắm em. Không, hồi nãy giờ em thấy thần tượng nam không giờ? À em muốn móc thần tượng nữ em ra luôn. Thần tượng nữ? Dạ. Thần tượng nữ em là ai nữa? Dạ cô Hồng Ngọc đó anh. Hồng Ngọc? Dạ. Được không? Dạ. Nghe Hồng hỏi nè, giọng Hồng Ngọc vô. Giọng nữ nha, lá này đậu chắc luôn, vô. Kìa, đâu, kìa ai, con hương vàng, kìa con hương hồng. Ra đôi cánh, ra đôi cánh. Bướm bướm bay nằm ma vào. Bữa bữa mai là ma vòng bay tùm lum bay cười. Trời ơi, ta lào tới luôn rồi anh ơi. Bay tùm lum bay từ lưa thôi về đi. Ổn quá hai chịu không hiểu gì hết. Thôi giờ hát không hiểu gì em kể chuyện cho anh hiểu được không? Kể chuyện vui. Cái gì mắc cười? Dạ. Hồi nãy giờ tụi em làm cái chuyện bắt chước người ta không à? Không dạ. Có chuyện gì riêng của mình hết. Cái này riêng của tụi hai em, tụi em. Kể chuyện mắc cười. Dạ. Kể chuyện vô quý vị khán giả cười là một tài năng. Dạ. Kể thử anh nghe coi mắc cười không? Dạ em xin kể câu chuyện dân gian về ông Tiên. Ông Tiên sao? Ngày xưa tại một khu phố nhỏ có một cậu bé đang đứng khóc thút thít. Đâu cậu bé đâu? Đó, cậu bé khóc nè. Đâu có cười đâu. Bỗng nhiên có một ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chói quá. Ánh sáng chói quá. Ai sáng chối, sáng chối. Chết cha xối chén rồi. Trời ơi trời. Thôi bỏ đi ngoài luôn, bỏ. Ta là Thiên đây. Ý ông Thiên. Vì sao con lại khóc, 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 khóc. Ông Thiên ơi, nhà con nghèo lắm. Mà con lỡ đi chơi là mất hết mấy chục triệu rồi. Vì nhà gỡ con chết, con buồn, con khóc ông Thiên ơi. Thôi ta hiểu rồi. Ừ. Con đừng buồn và khóc nữa. Ta đi đây. Tiên kiểu gì vậy? Ủa người sao? Ta nghèo khổ mà em giúp ta thôi. Thôi con đừng buồn và khóc nữa. Ta đi đây. Anh thông cảm mà ông Tiên đâu có tiền mà cho anh. Tiên không có tiền. Rồi chứ giờ cũng là cũng thần tài cũng thổ địa đây cũng ông Tiên rồi đúng không? Cho nên ai mất tiền ông Tiên hiện ra ông an ủi sao ông nói là thôi ta đi đây. Thôi con đi đi. Tại sao em khóc? Em đi gớt rồi em buồn quá em khóc. Thôi em đừng buồn và khóc nữa. Ta là Tiên đây. Ông là ông Tiên. Ừ. Thôi em đứng đi chơi đi, con buồn quá con khóc kệ con đi. Ê mày chụp hình ông Tiên mày. Tào lao bực bội gặp gì không? Thí sinh cứ tiếp. Thí sinh hả gì? Còn có đại hãng đi thi nữa. Giới thiệu tên tuổi thi em tên gì? Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Bảo Đảm Đậu. Còn sắp vậy, vô đây thấy gì đây? Dạ. Dạ hôm nay em xin trình bày một ca khúc dâm tự sáng tác phù hợp phong cách của em luôn. Hay quá. Xin ban tổ chức nghe. Nghe mới chấm này. Làm gì? Dạ em chà đĩa. Cái đĩa người ta đang xài đánh chà. Không phải anh, ở trong vũ trường á, mấy DJ anh hay chà đĩa cho người ta nhảy anh. À đó là một tài năng thử thôi. Dạ. Cái đĩa nó quạo luôn. Are you ready? Hả? Come on, yeah. Yeah. Hey.
xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Năm nay 5 tuổi thôi như vậy. Gì vậy? Làm đó thôi. Hết như vậy. Quên. Come on, come on, yeah. Come on, rồi. Come on. Em tên là Bảo Đảm Đậu. Cuộc thi này em đậu chắc rồi. Em đậu rồi. Hay quá em ơi. Dạ hết. Chừng nào nhập viện. Hát gì không hiểu gì hết. Cái gì vô làm quá trời cho người ta đậu hết trơn à. Ừ. Thôi con đừng buồn và khóc nữa. Ta đi đây. Trời ơi, nãy giờ tổ chức cuộc thi không có ai đạt giải tài năng đâu. Tài năng đâu. Nhưng cơ hội cuối cùng, còn thí sinh cuối cùng, nhớ mắt ngọc vỗ tay. Quý ơi, phải sung.